Uống nước là vô cùng cần thiết, tuy nhiên cần phải lưu ý một số điều như sau. Tránh uống quá nhu cầu hoặc sự chịu đựng của cơ thể lại là điều không tốt, đôi khi sẽ gây lên ngộ độc nước. Bệnh nhân mắc các bệnh tim mạch, cao huyết áp, phù nề bàn chân cần tránh uống nước quá nhiều. Nếu có bệnh thận nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống thêm nước. Kênh Sức Khỏe 60 giây xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui và công việc thuận lợi. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết, một trong những điều kiện quan trọng để duy trì sự sống chính là nước. Cơ thể của con người có thành phần cấu tạo 70% là nước. Nếu trong nhiều ngày cơ thể chúng ta thiếu nước thì điều gì sẽ xảy ra? Vậy vai trò của nước đối với cơ thể là gì? Chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều điều hữu ích ở video dưới đây. Mời quý vị và các bạn cùng nhau tìm hiểu. Nếu cơ thể chúng ta không uống đủ nước sẽ gặp phải một số triệu chứng như sau: miệng bị khô. Dấu hiệu này dường như khá rõ ràng và dễ nhận thấy. Bất cứ lúc nào bạn cảm thấy khó chịu trong miệng, môi khô và bong chóc, bạn cần phải bổ sung nước ngay. 2. Da của bạn bị khô ráp, bị nổi mụn trứng cá. Da khô ráp chính là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy tình trạng cơ thể mất nước hoàn toàn, dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn. Thiếu nước sẽ cản trở việc tiết mồ hôi, dẫn đến việc cơ thể mất khả năng loại bỏ chất bẩn và dầu dư thừa tích tụ trong suốt cả ngày. 3. Bạn gặp vấn đề về khớp. Sụn khớp và tủy sống chiếm 80% nước. Nước chính là một nguồn cần thiết tuyệt đối để giữ cho xương, tránh khỏi các sự chèn ép áp lực lẫn nhau. Bằng cách giữ cho cơ thể đủ nước, bạn có thể đảm bảo các khớp chịu đựng lực của các cú sốc khi thực hiện cử động đột ngột như chạy, nhảy hoặc rơi tự do. 4. Khối lượng cơ bắp suy giảm. Các khối cơ bắp cũng bao gồm phần lớn là nước. Bạn có lẽ đã biết, lượng nước trong cơ thể càng có ít, nghĩa là các khối cơ bắp càng suy giảm. Uống nước trước, trong và sau khi tập thể dục không chỉ giúp bù nước liên tục cho cơ thể, giúp bạn cảm thấy thoải mái, mà còn giúp cung cấp nước cho cơ thể của bạn, làm giảm nguy cơ chứng viêm và đau nhức trong quá trình tập luyện. 5. Bạn bị bệnh lâu ngày và lâu hồi phục. Uống nước liên tục cho phép cơ thể bạn làm việc không ngừng để bài tiết chất độc. Các cơ quan trong cơ thể hoạt động như một bộ máy để lọc các chất cặn bã dư thừa. Nhưng nếu bạn không nạp nhiên liệu cho bộ máy, tất nhiên nó sẽ không thể hoạt động bình thường. Điều cuối cùng và cực kỳ tồi tệ có thể xảy ra khi cơ thể bạn bị mất nước chính là việc các cơ quan sẽ bắt đầu dùng nước từ các vùng lưu trữ nước như máu, gây nên một loạt các vấn đề về sức khỏe khác. 6. Bạn cảm thấy mệt mỏi và bơ phờ. Như chúng ta đã đề cập, cơ thể khi mất nước sẽ mượn nước từ máu. Việc thiếu máu trầm trọng sẽ dẫn đến sự thiếu hụt oxy trong toàn bộ cơ thể. Tất nhiên, tình trạng này sẽ dẫn đến sự buồn ngủ và mệt mỏi. 7. Bạn cảm thấy đói cồn cào. Khi mất nước, cơ thể bạn sẽ muốn hấp thu một số thực phẩm. Tình trạng này sẽ xảy ra suốt cả ngày, thậm chí giữa đêm khi bạn thức dậy và cảm thấy thèm ăn. Tuy nhiên, các bộ phận trong cơ thể sẽ phải làm việc mệt nhọc khi có khối lượng thức ăn được nạp vào cơ thể. Trong khi đó, các bộ phận cần được cung cấp nước tinh khiết để thực hiện quá trình tiêu hóa. 8. Bạn gặp các vấn đề về tiêu hóa. Nếu cơ quan tiêu hóa không nhận được lượng nước thích hợp, số lượng và độ dày của niêm dịch trong dạ dày sẽ giảm đi. Điều này cho phép axit dạ dày gây tổn hại đến các bộ phận bên trong cơ thể, gây nên chứng ở nóng và khó tiêu. Vì vậy, uống đủ nước là rất cần thiết để duy trì độ ẩm và ngăn ngừa táo bón. 9. Bạn gặp chứng táo bón. Như tiêu đề đã đề cập, việc giữ nước giúp hệ thống tiêu hóa làm việc tối ưu hơn. Trong quá trình mất nước, đại tràng sẽ sử dụng lại lượng nước mà ruột đã dùng trong quá trình tiếp theo của tiến trình tiêu hóa. Điều này dĩ nhiên là không hề tốt cho sức khỏe của bạn. 10. Cảm giác tiểu ít hoặc tiểu gắt. Nếu bạn không đi tiểu từ 4 đến 7 lần một ngày thì có lẽ nguyên nhân là do bạn không uống đủ nước. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý đến màu sắc của nước tiểu. Khi bạn tiểu tiện, nếu cơ thể ở trạng thái đủ nước thì nước tiểu sẽ có màu vàng nhạt hoặc màu trong suốt rõ ràng. Nếu có màu vàng sẫm hơn, có nghĩa cơ thể bạn đang bị thiếu nước.
Nghiêm trọng hơn, sự mất nước có thể dẫn đến tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu. Đây là trường hợp khẩn cấp và bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Nước là thành phần cấu tạo của các bộ phận quan trọng của cơ thể như não chứa 85% nước, xương 22%, cơ bắp 75%, máu 92%, dịch bao tử 95% và răng 10%. Đối với người trưởng thành nên uống từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, tùy theo thể trạng, công việc và môi trường thì lượng nước cần thiết cũng khác nhau. Nhiều người đợi khi nào cảm thấy rất khát hoặc miệng khô rang rồi mới uống nước thì sợ rằng hơi trễ, vì cảm giác khát giảm rất nhiều ở người cao tuổi và vì khi khô miệng là một trong những dấu hiệu cuối cùng của sự thiếu nước. Do đó nên có thói quen uống nước vào những thời điểm nhất định. Và thời gian uống nước phù hợp là tầm 7 giờ sáng, bạn hãy uống 1 ly nước sau khi ngủ dậy sẽ đánh thức và làm ấm cơ thể. Uống trước bữa ăn sáng cũng làm giảm lượng calo hấp thu trong ngày. Tầm 9 giờ sáng, hãy uống 1 ly nước để bắt đầu buổi làm việc. 11 giờ trưa, uống trước bữa ăn 30 phút và 13 giờ 30, uống sau bữa ăn để hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Tầm 15 giờ, bạn hãy uống 1 ly nước để giúp tinh thần thoải mái, thư giãn và tiếp tục cấp nước cho cơ thể. Tầm 17 giờ, hãy uống 1 ly nước giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn và tránh ăn nhiều vào bữa tối. Tầm 20 giờ, uống sau bữa ăn tối và trước khi tắm 30 phút. 22 giờ, hãy uống 1 ly trước khi đi ngủ để phòng ngừa bệnh đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não. Đối với những trường hợp cần bổ sung thêm nhiều nước khi bạn phải làm việc ngoài trời hoặc khi bạn bị cúm, bị sốt, sưng phổi thì cơ thể cũng sẽ bị thiếu nước. Đối với những bà mẹ có bầu cần uống thêm 2-3 ly nước mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu nước cho máu, nước bình ối, tế bào. Đối với bà mẹ cho con bú bằng sữa mẹ cũng phải bổ sung thêm nhiều nước để có nhiều sữa. Và khi bị tiêu chảy, ói mửa, băng huyết, bệnh tiểu đường cũng nên uống thêm nhiều nước. Vậy thì chúng ta hãy nhớ uống đầy đủ nước mỗi ngày để không bị thiếu nước, giúp cho cơ thể khỏe mạnh và hạn chế một số bệnh. Nếu thấy video hữu ích, hãy vui lòng bấm nút like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.